phụ mẫu cũng không được. Riêng trường hợp này là không nên. Em hiểu rồi. Có người nói với em, chị không còn là bác sĩ Oanh ngày xưa nữa, mà đang dần là bản sao của bác sĩ Hùng. Em thấy có đúng như vậy không? Em cố gắng để không tin, không thấy. Nhưng ngày càng nhận ra rằng, có khi thiên hạ nói đúng. Khi hiểu rõ chị là ai rồi, em rất dễ lựa chọn cách giải quyết. Kết quả xét nghiệm và X-quang mới nhất vẫn rất sát với quyết định mổ. Bác sĩ Tào bắt đầu đi. Khoan đã, tôi có một yêu cầu nhỏ. Trước khi ca mổ này là tôi mong được cầm tay một người để lấy hơn. Anh muốn cầm tay ai? Đời tôi chưa bao giờ thực sự được cầm tay một người phụ nữ. Bình à, em cho anh nắm tay được không? Anh nắm cả hai tay em cũng được mà. Một tay cũng là quá nhiều nha anh rồi. Đây là kiến nghị tố cáo những sai phạm của bác sĩ Hùng từ trước đến nay. Cô đọc đi, thấy có gì chưa hợp lý thì góp ý sửa. Cần bổ sung thêm gì, cô ghi bổ sung ở dưới chữ ký. Chuyện ông Hùng, bà Kiều được ông bà Nha và mụ Hoa, bác sĩ Bách bày binh bố trận giành chức giám đốc. Phải có bằng chứng, nếu không phạm tội vu cáo đó. Đương nhiên là phải có. Tất cả các thư tay họ viết cho nhau, thư, đơn tố cáo bác sĩ Thanh, bác sĩ Oanh giả danh nặc danh đều do chính tay bà Kiều cung cấp cho tôi. Chuyện biết rồi, qua rồi, nhưng xem tận mắt bằng chứng mới thấy quá kinh khủng. Khi nghe bà Kiều kể, tôi cũng bất ngờ. Sự kinh khủng hơn hết là biết quá rõ nhau, nhưng họ lại vẫn lấy nhau được như mụ Hoa, ông Hùng. Vẫn thân thiết cộng tác với nhau được như bà Oanh, ông Hùng, bác sĩ Thanh, bà Kiều, mụ Hoa. Thật đáng sợ. Làm sao anh thống kê được các vụ bác sĩ Hùng thường xuyên bỏ trực đêm đi nhảy đầm với mụ Hoa, và cả việc bác sĩ Bách từ Hà Nội vào liên kết với bác sĩ Hùng, Hoa, Kiều đưa bác sĩ Thanh về bệnh viện Thanh Tâm? Bây giờ thắng lợi 99% rồi, tôi xin gửi bài lên hết. Anh Tám lái xe cho ông Hùng, cô gái người ở của bà Kiều, cô nhà người nhà cô Hoa, trong nhà có chuyện gì, ai đi đâu, họ đều báo cho tôi biết. Tất nhiên tôi đều bỏ lại tương xứng. Nhiều chuyện chính tôi tham gia cố vấn cho ông Hùng và bà Kiều, vì người nọ thuê tôi giám sát người kia. Tôi phục anh, nhưng đồng thời tôi cũng kinh sợ anh. Tôi nói thật đó. Vấn đề là chị có dám ký vào kiến nghị hay không? Sao không dám? Những mẫu người như thế này chỉ làm ô uế Đức Thiên bệnh viện đi thôi. Thú thật, sau khi bác sĩ Hùng ra quyết định công nhận bác sĩ chính thức, mỗi lần định đấu tranh với sai trái của ông ta, tôi cứ lấn cấn với cái ân huệ này. Bây giờ đọc được các bằng chứng của anh, tôi mới hiểu miếng bánh ông ta cho mình chỉ là để bịt miệng. Cảm ơn chị đã hiểu vấn đề rất nhanh và đầy dũng khí.
Anh đưa tôi mấy bản, chính tôi sẽ mang đi vận động các bác sĩ ký vào. Đủ rồi. Anh biết tôi buồn chuyện gì không? Tôi buồn khi bác sĩ Oanh, người thân thiết nhất của tôi, bỗng nhiên biến dạng thành một bác sĩ hùng, chỉ vì miếng bánh ân huệ có bả của ông ta. Chị nói tôi mới dám nói. Chị Oanh có vẻ không tán thành cuộc đấu tranh của tôi với bác sĩ Hùng. Khi đấu tranh vì chân lý, lòng dạ con người thường trong sáng. Nhưng khi đã len quyền lực và quyền lợi cá nhân, thì chân lý chỉ còn là tấm áo khoác bên ngoài của đủ thứ thủ đoạn đen tối. Điều mà chúng ta vẫn thường xuyên bị lừa là những kẻ đấu tranh vì quyền lực và quyền lợi thời nay ít khi khỏa thân. Bà Oanh của tôi cũng không ngoại lệ. Trong cuộc đấu tranh này, ngoài việc bắt một tên tội phạm phải trả giá, tôi không nhằm tranh giành quyền lợi quyền lực nào. Anh đáng sợ bởi một loại quyền lợi quyền lực khác, đó là niềm ham mê trả thù. Nhưng biết làm sao được khi người bị hại, bị làm nhục, khó ai thoát khỏi tâm lý đó. Không phải chính tôi cũng đang sôi sục máu trả thù hay sao? Đây là khách sạn 5 sao đẹp nhất thành phố. Quỹ ban đầu tư chúng tôi đã thu xếp để ông bà ở làm việc suốt thời gian ở tại Việt Nam. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Vợ chồng tôi không ngờ được quý vị đón tiếp nồng hậu như thế này. Nhưng ở đây quá sang. Thú thật, ngay ở bên Mỹ, chúng tôi cũng chùn chân trước những khách sạn 4 năm sao. Không phải vì sợ sang trọng, mà là vì sự tốn kém không cần thiết. Tuổi tác chúng tôi á, dù có ăn cao lương mỹ vị, cũng không ngon bằng ăn cơm rau mắm. Bác sĩ Thanh, ân nhân của tôi, hiểu tôi mà. Nhưng dù sao thì chúng tôi rất vui, rất cảm ơn quý vị. Rất tiếc, chị tôi không có mặt ở sân bay, đón ông bà. Chị ấy đã ra sân bay rồi. Nhưng bất ngờ xảy ra một vụ rắc rối ở công ty. Chị ấy buộc phải quay về. Không sao, không sao. Tôi thông cảm mà. Tình hình công ty gần đây không được thuận lợi vì ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế châu Á và chính sách kinh tế trong nước nay thế này, mai thế khác, trong khi chị Bích chưa thực sự quen với thương trường. Tuy ở xa, nhưng tình hình kinh tế trong nước và công ty như thế nào, tôi vẫn nắm được nét chính. Bây giờ, nhìn tận mắt thấy ông vẫn khỏe, em rất mừng và càng khâm phục ca mổ thần kỳ nghệ của anh Thanh. Hồi đó, ban giám đốc của bệnh viện có người quyết định không mổ vì nói bệnh của ông có mổ cũng không thể qua được 6 tháng. Vậy mà anh Thanh dám mổ. Bây giờ, chỉ nhìn nước da hồng hào của ông cũng có thể khẳng định ông phải thọ đến 100 tuổi. Cảm ơn, cảm ơn. Chắc ông đã biết, bây giờ em và anh Thanh cộng tác mở phòng mạch thuộc loại uy tín nhất thành phố. Mai mốt mời ông bà đến phòng mạch để anh Thanh khám tổng quát cho ông bà. Cảm ơn, cảm ơn. Nhất định chúng tôi sẽ đến. Tôi làm sao quên được ân nhân của mình chứ. Ông bà cứ ở đây nghỉ ngơi vài ngày, sau đó có chương trình đi chơi đâu cứ báo cho bác sĩ Hoàng, người được ủy ban đặt cử để đáp ứng mọi nhu cầu của ông bà. Và điều quan trọng nhất là sau khi ổn định, chúng tôi xin ông một buổi làm việc riêng với ủy ban chúng tôi. Dạ, nhất định sẽ sớm có buổi làm việc với quý vị. Anh Hùng hiện là giám đốc bệnh viện Thanh Tâm, vì bận họp ở Hà Nội nên không ra sân bay đón ông bà được. Nhưng có lời mời, ông bà về thăm lại bệnh viện. Đang có rất nhiều đổi mới hơn trước. Rất cảm ơn cô. Nhưng thưa cô, liệu tôi có nhớ nhầm, hình như cô đây mới chính là phu nhân của bác sĩ Hùng. Còn cô qua là người nhà bệnh nhân cùng bệnh viện. Xin lỗi, tôi hiểu, tôi hiểu. Xin lỗi, tôi vô ý quá. Kìa bà. Cần phải đưa đi cấp cứu không? Anh Hoàng, gọi ngay xe cấp cứu. Để tôi kêu bệnh viện Thanh Tâm.
Không sao, không sao. Tôi biết tính bả, tuổi tác cao hãy nhắm mắt là ngủ liền. Để tôi đưa bả vào giường ngủ là xong để thôi. Để tôi giúp cho. Bà, để tôi đưa bà vào phòng nghỉ nha. Bệnh nhân có dấu hiện tỉnh, gây mê ngay. Chị cứ bình tĩnh đợi tôi lo. Được rồi, cảm ơn. Có tốt không anh? Đến lúc này là tốt. Đi được 80% chặng đường. Cứ tự nhiên, đừng bận tâm. Thành công rồi. Các bạn giỏi lắm. Chính tôi cũng lưỡng lự muốn can ngăn. Xin phép anh. Tiếp tục đi. Anh xuống khoa có việc gì ạ? Tôi chờ bác sĩ Oanh trao đổi một chút. Để em đi báo cho chị Oanh. Thôi khỏi, cậu ngồi đi. Dạ anh cần gì? Tình hình có gì mới không? Dạ thưa, tình hình hoàn toàn có lợi cho anh. Bà Kiều sau cú điều đình của chị Hoa đã tác động được bác sĩ Thanh trở về bệnh viện. Bác sĩ Thanh chịu nhân nhượng là coi như thắng lợi thuộc về anh rồi. Có dư luận gì mới về việc bà Kim Loan về lật đổ tôi không? Dư luận bên trên thế nào em không biết. Chứ bên trong anh chị em y bác sĩ, cán bộ công nhân viên, em thấy không mấy ai thích vụ thanh tra. Mọi người đều thấy rõ, từ ngày anh lên giám đốc, những tài năng trước đây thất thế đều được anh trọng dụng đề bạt. Hiệu quả phục vụ bệnh nhân cao hơn trước. Không khí làm việc quy củ, nhưng phóng khoáng hơn, thu nhập cao hơn. Tôi nghe phòng phanh có một cuộc vận động ngầm lấy chữ ký tập thể vào một kiến nghị phế truất tôi, đòi truy tố tôi trước cơ quan pháp luật. Làm gì có chuyện đó? Nếu có, em đã báo cho anh biết ngay rồi. Có thể có đấy. Ở đời không thiếu gì những kẻ dậu đổ bim bim leo. Cậu kiểm tra ngay có không? Nếu có, từ nguồn nào, cho tôi biết càng sớm càng tốt. Em cho là không có, nhưng em cũng sẽ điều tra ngay. Còn chuyện này nữa, bác sĩ Hoàng vẫn thường xuyên qua lại thăm Thục ở nhà của Kiều, có không?
Chuyện đó dư luận chỉ đoán già đoán non, vì họ biết bác sĩ Hoàng là mối tình đầu của bà Kiều, chứ bà đâu phải loại dễ đổ gì đàn ông. Tôi không ghen tuông gì đâu, bỏ nhau rồi còn gì. Nhưng cô Kiều là người hay thù dai, không có chuyện gì xấu không thể xảy ra với tôi khi mối thù vẫn còn trong lòng cô ấy. Em sẽ để ý kỹ hơn, nhưng anh không nên lo xa quá vụ này. Cậu đi đi, nói chuyện lâu ở đây người ta để ý không có lợi. Dạ em xin phép. Xin chào bà cô. Ông Lý Hán có phải không? Dạ. Biết tin ông bà về, nhưng tôi già cả, chưa thu xếp đến thăm được. Ông thông cảm. Sao bà cô lại nói vậy? Tôi phải có trách nhiệm đến thăm bà cô chứ. Bà cô là thân sinh ân nhân của tôi mà. Hồi này bà cô có khỏe không? Nhờ trời, còn ăn được ngủ được, nên sức khỏe vẫn tạm tạm. Thế bà nhà đâu mà ông đến đây một mình? Họ hàng bên vợ tôi ở thành phố cũng còn một số. Nghe tin bà về, họ xuống tới, nên chúng tôi phải chia hai. Chừng nào thu xếp được, tôi sẽ dẫn vợ tôi đến thăm bà cô. Tôi đi xa về, nhưng vẫn giữ phong tục tặng quà cho người già. Mong bà cô nhận tấm lòng thành của tôi. Đây là sâm cao ly, dùng rất tốt cho người già. Cảm ơn ông nhiều. Mời ông ngồi. Dạ. Nhà này từ khi nhờ có ông giúp làm kinh tế cũng có một số thay đổi so với hồi ông đến đây lần đầu. Thưa, tôi cũng có nhận ra, nhưng tôi có giúp đỡ được gì đâu. Đồng tiền là do vợ bác sĩ Thanh làm ra. Mời ông uống nước. Cô ấy suốt ngày bận việc ở công ty, tới tối mới về. Để tôi gọi điện, cô ấy về bây giờ. Thưa, tôi có biết chuyện buồn của gia đình ân dân rồi, về đây tôi mới biết. Xin lỗi, tưởng ông không biết, tôi định giấu ông. Tôi không rõ nguyên nhân, nhưng tôi lấy làm tiếc. Tôi cũng không biết nói sao. Mời ông uống nước. Dạ. Yeah. Con ông Lý Hán đến chơi đó con. Ông ngồi chơi. Dạ. Yeah. Xin chào. Yeah. Ngày đầu tiên về nước, người tôi đến thăm đầu tiên là ân dân. Xin ân dân dẫn cho tôi một xá. Sao ông lại làm vậy? Chúng ta đã là bạn rồi, lần sau xin ông đừng làm vậy nữa. Ân nhân cứ an tâm, Lý Hán này biết cách sống giữ thể diện cho bạn hữu mà. Hôm ở sân bay rồi ở khách sạn, trước mắt mọi người tôi phải giữ thể diện cho bác sĩ. Về đây tôi rất mừng vì công ty đã làm ăn tốt. Ông biết vợ chồng tôi bỏ nhau rồi chứ? Thưa, ông Tường và bà Hằng có cho tôi biết. Vợ tôi đã gặp ông chưa? Thưa, bà có gọi điện thoại tôi hỏi thăm, nói xin lỗi. Sau đó sai cháu Kim và cô cửa hàng trưởng thay mặt tới thăm vợ chồng tôi. Tệ quá. Thưa, tôi nghĩ khác. Lẽ ra tôi mới đến chào bà khi biết bác sĩ và bà có chuyện buồn. Tôi còn hiểu, việc bà không đến khách sạn cũng là chuyện tế nhị. Nền kinh tế thị trường ở Mỹ, nó không dạy cho ông cách nghĩ rằng bất cứ người tốt nào cũng có thể xấu trong nền kinh tế thị trường. Thưa, nếu có một nền kinh tế địa ngục thì Lý Hán này vẫn theo đạo tổ A Đông. Bất cứ người xấu nào cũng có thể tốt được. Nhưng chính những đồng vốn của ông đã làm cho người trong nhà tôi xấu đi và gây ra sự tan rã. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Sự thật đúng là như vậy đó. Tôi rất muốn thời gian ở trong nước, ông tự kiểm chứng xem lời tôi nói có đúng hay là không. Nếu quả đúng vậy, tôi thật đắc tội với ân nhân. Tưởng là giúp,
quá ra hại, thật đắc tội. Nhưng ông an tâm, tôi không trách ông nửa lời đâu. Tất cả lỗi đều tại tôi. Vợ chồng ăn ở với nhau mấy chục năm, vậy mà tôi không hiểu vợ tôi, không hiểu con tôi. Mặt khác, cũng do thời thế thay đổi, kinh tế thị trường như là một cơn gió lạ, trong đó có lẫn gió độc. Tôi nghiệm thấy quanh mình những kẻ háo của lạ, trong đó có vợ con tôi, lao vào kinh tế thị trường đều nhiễm gió độc cả. Ân nhân nói vậy, tôi thật không hiểu. Ông xa Việt Nam đúng vào thời kỳ biến động, nên khó hiểu là phải. Chính tôi lúc đầu cũng khó hiểu. Chỉ khi tôi làm giàu bằng chính cái nghề của mình, tôi mới hiểu ra rằng, cái cây trước đây, chúng ta chỉ chú ý vung cái gốc, mà hoàn toàn không quan tâm đến thời tiết, ánh sáng, không khí, khí hậu. Còn bây giờ, thả nổi cho trời, thì gốc lại bỏ hoang. Đó chính là hình ảnh của một nền kinh tế thị trường tập sự, đang có trong từng người dân và toàn xã hội. Cảm ơn lời dạy của ân dân. Nhưng có lẽ đó là căn bệnh của toàn thế giới. Thời gian qua tôi đã đi gần khắp các nước châu Âu, châu Mỹ, qua cả châu Úc và các nước ròng châu Á. Cuối cùng tôi tính về ở hẳn tại Việt Nam. Ông vừa nói gì? Tôi tính xin ý kiến của ân dân về ở hẳn Việt Nam. Nhưng do ý ân dân có điều khác, tôi thấy cần phải có thời gian cân nhắc. Sau này sẽ trình bày một cách chín chắn với ân nhân. Chà, hôm nay gặp người tin cậy, nên tôi hơi nhiều lời, không biết là đã làm cho ông hoang mang. Sự thật là mấy năm nay, tôi rất ít trò chuyện và giao tiếp. Không khí ánh sáng thì thừa, nhưng gốc lại thiếu đất mà. Xin chào. Chào cô. Anh thấy em đến đúng giờ chưa? Ở Việt Nam, thời kinh tế thị trường, chỉ hẹn nhau đi ăn là đúng giờ thôi ông Hán à. Không khí Việt Nam ô nhiễm nhiều hơn không khí ở Mỹ, có làm ông mệt không? Ông có thấy anh Thanh tôi đổi mới rất nhiều sau khi có sự quan tâm đúng mức của ông không? Thưa quý vị, chỉ có về Việt Nam tôi mới như về nhà mình. Bây giờ xin mời tất cả cùng ra nhà hàng Hàn Huyên mừng sự trở về của ông Lý Hán. Xin mời ông. Chương trình này thật bất ngờ với tôi quá. Chắc có nhiều nơi mời ông rồi phải không? Không không, mà nếu có, không sao tôi dám từ chối lời mời của ân nhân. Nhưng tôi xin phép hai điều. Một là tôi phải gọi điện về báo cho vợ tôi biết để thay đổi chương trình. Hai là hôm nay là hội ngộ tình nghĩa, chứ không phải bàn chuyện làm ăn. Vì vậy tôi xin phép được mời thân mẫu của ân nhân tôi đi. Có được không ạ? Con tưởng bác đi vắng, chú con rất vui khi có bác đi cùng. Ông Hán chu đáo quá, ra xe tụi con đi đâu. Đó, bà thấy không, cứ bảo dân vừa sống ở Mỹ là mất gốc. Người ta tôn trọng người già cha mẹ còn mấy lần đi châu Á mình. Má thay đồ rồi đi luôn với tụi con. Chị đọc lá đơn này đi. Anh phải nói rõ, đây là âm mưu của một băng nhóm có tổ chức, chứ không phải chỉ người trong gia đình ông Thịnh. Em cứ bình tĩnh. Chị thấy thế nào? Gia đình ông Thịnh nhất định không ai biết rành rẽ chuyện anh đi nhảy với chị Hoa. Đến nửa đêm mới về bệnh viện trực, rồi nhào vào ca mổ để làm người hùng. Nhất định phải có người trong bệnh viện khơi mào và cố vấn cho họ. Bà vợ, cậu con trai, cô con gái, khi đưa ông Thịnh đến bệnh viện, đều xác định còn nước còn tát. Mọi thỏa thuận về trách nhiệm pháp lý giữa hai bên đều đã ghi trong giấy tờ. Sau khi ông Thịnh chết, họ vẫn đến bệnh viện cảm ơn tôi. Và tôi đến nhà để viếng, cả nhà đều tỏ lòng cảm kích. Vậy mà đùng một cái họ quay ngoắt 180 độ. Qua nội dung thư, tôi cam đoan ở bệnh viện này đang có cả mạng lưới theo dõi từng bước chân anh hùng nhằm triệt hạ ảnh. Tôi rất thông cảm với anh về những điều vu cáo trong đơn. Khi lên phòng giám đốc gặp tôi khiếu nại vụ kỷ luật, cô Vân đã tố lại tôi với nội dung gần giống như trong đơn kiện của gia đình bà Thịnh. Nếu đúng như vậy, có thể dân biết người tung tin. Chứ tôi cam đoan
cô ấy không phải là người bày cho bà Thịnh đi kiện. Cô Dân chỉ mới bất mãn từ hôm bị kỷ luật. Để tôi gặp cô ấy hỏi là ra ngay thôi. Khi nghe anh Hùng kể về chuyện sai phạm của bác sĩ Vân, tôi đã can ngay. Và lúc bệnh viện nhiều rắc rối, ban thanh tra do bà Loan, kẻ tử thù sắp về, mình cần thêm bạn bất thù, nhẹ tay với cô Vân thôi. Anh ấy cứ khăng khăng, kỷ cương là kỷ cương. Bây giờ anh thấy chưa, cô Vân không chủ mưu thì cái mồm bất mãn của cô ta không nhỏ đâu. Nói thật với chị, tôi ngán cái chức giám đốc đến tận cổ rồi. Tôi sẵn sàng ra đi, nhưng tất cả phải được nhìn nhận với sự công tâm, chứ không phải dùng những trò bịa đặt, vu cáo và sổ toẹt những cái tôi đã làm tốt cho bệnh viện thời gian qua. Anh lạ quá, chuyện chưa đâu vào đâu đã nói gỡ. Sẵn sàng ra đi là như thế nào? Sắp tới sẽ có cuộc tiếp xúc của ban giám đốc, đại diện khoa ngoại và gia đình bà Thịnh với báo chí, đại diện bộ và sở y tế. Chị chuẩn bị ý kiến về chuyên môn và pháp lý để phát biểu rõ ràng trắng đen giùm tôi. Thôi, chào chị. Đi về em. Anh chờ một chút. Còn chuyện này nữa, chị Oanh, vừa rồi nghe chị vừa đón hai cháu nhỏ, bạn học của cháu Tí Nị, ba má bị mất trong vụ cháy ở chợ Cụ Múa về nuôi. Anh chị em trong hội từ thiện Thanh Tâm rất cảm động trước tấm lòng vàng của chị, nên ban chấp hành hội quyết định trích ra một khoản tượng trưng đỡ cho chị một phần nuôi hai cháu. Đây là quỹ của hội chứ không phải của riêng cô Hoa. Chị cứ nhận cho vui lòng bà con. Tôi rất cảm ơn chị và ban chấp hành hội, nhưng thú thật tôi chưa cần đến sự trợ cấp này. Đồng lương tôi nuôi thêm hai cháu nữa, ít nhiều cũng có khó khăn. Nhưng anh Thắng và cơ quan ảnh có đỡ một phần nên tạm đủ. Mặt khác, vào lúc đang tham gia vào việc thanh tra bảo vệ anh Hùng, tôi nhận số tiền này sẽ rất khó cho tôi. Em cầm số tiền về trả cho hội đi. Chị cứ phải ý tứ đủ điều, chứ tôi thì sòng phẳng. Của nào cũng có công, và công nào cũng có của cả. Anh có cảm giác bác sĩ Oanh biết kẻ bài kích nên vụ kiện, nhưng không nói. Em đọc được sự lập lờ ở mắt chị ta và nghĩ chị ta muốn đặt giá nên bỏ tiền ra mua, chứ làm gì có quỹ từ thiện hay ban chấp hành hội nào. Có lẽ em nói đúng, vẫn một bàn tay cô Kiều thôi. Nếu vậy, cô ta quả là tráo trở khốn nạn. Lại phải thỉnh bà Nha thôi, bả ra tay là hóa giải mọi chuyện. Nhưng em cấm anh không được nói bỏ cuộc. Em bỏ chồng bỏ con để theo anh, không phải để lấy một bác sĩ quen. Uống đi để lấy lại tinh thần. Anh nhất định phải thắng. Con mời bà ăn cơm. Con mời bà ăn cơm. Con mời bà ăn cơm.